Ngày 2 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thông tin, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung. Đó là báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Cùng với đó là cho ý kiến về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 14 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và vân vân. Hội nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 24 mở rộng diễn ra trong một ngày làm việc.